bài 5 đa thức và hàm đa thức. Thế thì đại khái nó này, có như kiểu này này, hãy xem cụ thể nào. Thứ sơ này, ta có một số các nhất kiểu nhiều biểu thức biến tính là các dãy số như là như này, như này, như này. Với cái này ấy, thì các cái này gọi là nhân tử, gọi là term ấy. Mỗi term thì có thể là một số hoặc một biến, hoặc một tích của số hoặc biến, hoặc một thương, đó là nhân tử. Một term thì nếu một term là một cái tích của các hằng số với hoặc biến gọi là monomial. Chú ý rằng một cái term khỏi nominal có thể chứa phép chia khỏi một polynomial là một cái nominal của tổng. Theo thứ này, đây là một cái đơn thức, nominal là đơn thức. Thì một đa thức là gồm có nhiều thức cộng nhau thành một đa thức. Có cái này gọi là thức nhất, cái này nó có phép chia ở dưới hai này chia nhau được. Thằng này là hội phân thức thì có thằng thức này, đây là phân thức rồi, đây là phân thức. Ý nghĩa thế nào? Phân thức đa thức là tổng của các đơn thức. Đơn thức thì là một tích của các hằng số hoặc là biến. Một term này, term. Thế thì ví dụ rồi bậc và hệ số. Thì cái bậc của một cái nhân tử ấy, một cái thức ấy, một cái thức ấy, bậc của cái thức gọi là gồm cái thức ấy, gọi là số cái variance factor, là cái bậc của cái term đó khá như là 7 mũ 2 t 2 t 7 7 t mũ 2 thì bậc là 2. À, được. Bậc là 7. Không có gì. Đó, 2 cộng 3 cộng 4 là 7. Cái này là quy chắc là hoàn toàn là rất đặc thù. Vì là chúng ta ít khi đánh hình toán, ít khi nói được này. Tôi chỉ nói cái này. Ít khi nói cái này. Cái này là mới này. Mới mình cơ. Rồi, tiếp theo. Hệ số là gì? Hệ số là cái phần, là phần hằng số của cái đơn thức ấy. Thì gọi là hệ số. Hỏi biến. Cái phần cái thức đầu tiên của một đa thức là cái thức có cái số bậc cao nhất thường thì gọi leading coefficient, còn cái hệ số của nó là leading coefficient. Còn cái bậc của nó là bậc của đa thức 2, bậc 4. Rồi polynomial hàm đa thức, cái em hàm như thế này, có kiểu gì hàm tuyến tính này, hàm bậc 2 này, bậc 3 này, bậc 4. Vậy vì sao ở đây không bậc 5 này? Vì bậc 5 nó không có phương pháp giải tổng quát. Hay dùng chiêu đó giải như bậc 5 không giải được quá rồi. Bậc 4 được quá rồi. Đó. Tiếp theo gì đây? Cái khái niệm này. Hàm tuyến tính này. Đây. Hàm tuyệt đối này. Hàm khác, hàm phi tuyến. Hàm đa thức, hàm không phải hàm đa thức. Đó, rồi cái miền của hàm đa thức là từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Cộng thức với nhau tương tự như term thì là cộng đó, cộng đó rồi. Nghịch đảo và chứa thức. Nghịch đảo của thức là
viết là âm chữ P. Không hiểu. Thế qua. Rồi, nhưng nó tất với nhau. Đầu tiên nhân các đơn thức với nhau. Nó không hiểu gì cả. Nên như thế thôi. Nhân hai thức với nhau thì dùng là phân phối từ phải qua trái. Tích của hai đa thức thì nó cách nhân từng những đa thức với nhau. Tích của hai nhị thức phương thức Floyd không gì mới. Đây là squaring, tức là bình phương của nhị thức. Cái này học lớp 7 rồi. Tích của tổng, tích của tổng là một hiệu hai đơn thức, luật 7 thực này, function notation. Đúng rồi. Phương trình đa thức và phân hoạch. Chúng ta thường giải giải luôn, nhưng mà cái này được, cái này kéo chỉnh ra. Không và căn. Interact is free. Tích không. Nếu A là không, A là không, B là không, A là không, B là không. Factory là cái gì? Tức là cái này gọi, chứ không phải là phân tích nhân tử, biến các cái đa thức thành một cái tập của các nhân, của các cụm nhân đấy, để chia gọi là, không nhớ tiếng Việt hồi lớp lớp 9 học rất nhiều ấy, gọi là phân tích nhân tử. Các gọi kiểu này biến thành phân tích này. Rồi. Đa thức nguyên tố. Cái kích cỡ không biết nữa thì gọi là nguyên tố. Kiến thức nguyên tử, nguyên tố ấy, nguyên tử nói rồi. Rồi. Factoring, phân tích và phương trình. Rồi, sẽ xét rồi. Tam thức kiểu x bình c. Chúng ta có cái này. Phân tích cỡ ra. F O I L. Cái phân tích có đọc rồi. Thôi cố vào lần. Không. Có chỉ biết. Thôi rất dễ dàng. No. Tham thức kiểu này cho có A trên. Ta sẽ phương trình và hàm có gì. Và đây là phương tam thức có thể tách, tam thức là bình phương của nhị thức. Cái này đơn giản quá nhỉ. Đọc qua thì nó cần gì lần lập cho chương sau. Cũng diễn. Ở đây là bài toán của Newton đây.
không có gì cả. Rồi, rồi, rồi. Áp dụng của phương trình đa thức. Đọc này có nhạc thế. Áp dụng quá rồi. Rồi, lý định lý Pythagore. Tìm một đa thức hay đa thức cho dữ liệu. Không có gì. Lướt qua cái xem là có gì không. Đa thức này. Đa thức là một đơn thức hoặc tổng của nhiều đa thức. Đa thức. Khi đa thức thì cái dưới dạng là tổng của đơn thức. Mỗi đơn thức là một cái term, thành phần của đa thức. Bậc của một cái thức thì là của đa thức là số lượng biến thành phần của trong cái thức đó. Đây có khi hệ số của thức là phần mà nó là dạng có giá trị hàng số. Leading term. Quên rồi, hàng từ tam thức trinomial binomial đơn nhị thức này đơn thức rồi, cộng trừ không có gì chết rồi. Học qua cái này rồi thì sắp chắc xong rồi.